Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh hân hạnh đồng hành cùng chương trình Dự án số 1. Bá Vương ơi, sao rồi? Đợi có lâu không? Cũng bình thường. Cảm thấy lúc chờ đợi như này thấy căng thẳng hơn hay là cảm thấy mình có đủ tinh thần để chuẩn bị hơn? Thật ra thì em chờ cũng lâu rồi nên là quen luôn. Gil sẽ rất mong là khi mà Gil đón em sau sân khấu á, là Gil có thể trao cho em được cái hộp đĩa nhé. Ok, cố lên. Cảm ơn ạ. Ok. Em là Trần Bá Vương, em 22 tuổi và em đến từ Bến Tre. Thì hiện tại thì em đang theo đuổi con đường âm nhạc. Từ lúc mà em học lớp 5 thì em đã bắt đầu có những sáng tác đầu tiên rồi. Nhưng mà gia đình thì không muốn em theo con đường nghệ thuật. Nên là lúc mà mới lên Sài Gòn thì em đi học ngành kiến trúc. Thì trong suốt quá trình học, tại vì em thấy em dành tất cả thời gian cho âm nhạc, nên là em nghĩ là tới lúc mình phải lựa chọn cho con đường của mình. Em đã bỏ học trước rồi, rồi em mới nói cho ba mẹ biết. Thì lúc đó là ba mẹ giận ghê lắm. Ba mẹ em là đã có cái định kiến với nghề này là sướng cao vô loài. Thì em nói với ba mẹ là bây giờ ba mẹ cho con một năm đi, thì con sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy. Thì sau đó một năm thì em đỗ thủ khoa thanh nhạc bên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Đội. Hiện tại vẫn còn một chút cái gì đó nghi ngờ, nhưng mà đã cho phép em theo con đường này. Đối với âm nhạc thì em cảm giác là mình được công nhận nhiều nhất. Điều mà em rất là mong muốn là mỗi lần mà em xuất hiện thì mọi người sẽ nhớ được là em là ai. Em xin gửi lời chào đến chị Hoàng Thị Linh, chị Hương Tràm và anh Đức Phúc ạ. Em tên là Trần Bá Vương và ngày hôm nay em có một món quà nhỏ muốn gửi tới hai chị cũng như là tất cả các bạn nữ đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là một sáng tác của Hoàng Tô mang tên bài hát Tặng Em, Tặng Em. Không tặng Phúc ạ. Thế không tặng chị à? Mặc dù là bài hát này dành tặng ai đi xong nữa thì anh muốn nghĩ là tặng anh thì anh vẫn tự nghĩ được. Thì anh vẫn nghĩ là bài hát này cũng vẫn có thể tặng cho anh được nữa. Thôi nói đùa một chút thôi. Giọng hát của bà Vương nhiều chỗ bạn xử lý không cần thiết phải lên những nốt cao, những nốt giọng óc như vậy. Tại vì vốn dĩ cái bài hát đã là một bài hát rất là tình cảm. Nhưng mà Phúc vẫn rất là thích và rất là quý. Giọng hát của bạn rất là đáng quý và Phúc chọn bạn. Dạ, em xin cảm ơn Phúc ạ. Chị rất là thích những cái câu feeling của em, nó mới mẻ. Em chọn những cái mới để em làm, em cố gắng. Nhưng mà em có tin chị không? Là em càng đơn giản
thì em lại càng thành công. Em đang bị phức tạp quá, tham quá. Bản thân em biết mình tốt nhiều điểm rồi, mình thông minh rồi, thì mình hãy giấu bớt đi, từ từ mình show ra hết. Chúc mừng em, chị chọn em. Em xin cảm ơn chị chọn. Em rất tự tin, giống như là mọi thứ em đều đã biết và em có thể sắp xếp nó vào đúng chỗ. Thế nhưng mà vì cái việc quá tự tin này thì sau này cái sự phát triển nó còn được nữa không? Bởi vì rất nhiều trường hợp khi mà người ta tốt rồi và người ta không muốn tốt nữa và thế là người ta lạc hậu. Chị chọn em. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn ba chị. Chúc mừng mọi em. Tuyệt vời. Và đây là cái lời mong chờ cái này nhất luôn. Dạ, sáng nay luôn. Ok. Chúc mừng mọi em nhé. Cảm ơn. Rồi xong. Mệt không? Dạ mệt. Mọi người cũng mệt lắm luôn. Bên này sao? Thi chưa? Rồi ai chưa thi lại ngồi chơi coi. Chờ lâu hết sức. Tại vì mình ngồi mình chờ mệt thì ba ông nó ngồi ba ông cũng mệt. Thì mình vô nó ngắn gọn thôi. Anh chị ơi em đợi lâu em mệt. Em biết anh chị ngồi đó cũng mệt. Đúng không? Giống này nãy vô nó xào nó tặng quà rồi. Là người ta khỏe hơn tí. Cao thủ là gì? Cao thủ là tôi không quan tâm người khác. Sân chơi của tôi làm.